Lại là câu chuyện người lạ nhờ rút tiền nhưng mà ở một diễn biến hoàn toàn khác. Hello mọi người, Mì Bơ đây. Chuyện này xảy ra cũng khoảng mấy năm trước rồi. Ở gần nhà mình thì có mấy cái công trường đang xây. Hôm đấy thì mình đang về nhà lúc 10 giờ tối thì bác mình có gọi điện cho nên là mình dừng lại nghe. Thực ra thì là đang có chuyện quan trọng cho nên là mình dừng lại nghe luôn, chứ bình thường thì mình sẽ không nghe mà mình về nhà gọi lại. Đang nghe điện thoại thì có một bạn nam, mọi người nhớ chi tiết này nhá. Mặt mũi hiền lành, thiện cảm kèm nụ cười trên môi đi qua hỏi: "Em ơi, đường này ra công viên Cầu Giấy à?" Xong anh lại hỏi tiếp kiểu như là hỏi đường gì đấy. Mình thì mình chỉ đi thẳng rồi mà vẫn cứ đứng đấy hỏi hỏi. Mình xua tay ý là đang nghe điện thoại, cứ đi thẳng đi là đến rồi. Sau đấy bạn nam mặt mũi hiền lành, thiện cảm kèm nở nụ cười trên môi vẫn kiểu kiên nhẫn chờ đợi. Cứ một lúc lại: "Cắm chưa em ơi, anh hỏi tí, em là người ở đây à?" Mình nhìn bạn nam mặt mũi hiền lành, thiện cảm kèm nụ cười thân thiện cũng tử tế, xong rồi đường cũng rộng rộng, cho nên là mình nghĩ là chắc nó cũng chẳng dám làm gì mình đâu. 2 phút rồi 5 phút vẫn đứng đấy nhìn mình. Xong còn lâu thế em ơi, anh nhờ tí. Mình thì ngó nghiêng xem là đồng bọn của nó có đứng ở gần đấy không. Nên là mình cũng không tắt máy điện thoại để nhỡ đâu có giở trò gì thì mình còn bảo với người thân. Thế mà gần 10 phút sau nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình, mặc dù mình đã xua tay liên tục lùa như lùa vịt bảo là đi đi đang nghe điện thoại. Thế là bạn nam ấy bắt đầu tiến đến gần chỗ mình. Câu chuyện tiếp tục như thế nào thì mình sẽ kể tiếp ở clip sau nhé.